Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình ca nhạc gây quỹ Không Quên Anh, Thương Phế Binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, do Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Bảy, 8 tháng 12 năm 2012, tại nhà hàng Thần Tài, 6249 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia, 22044, với sự góp mặt của nữ ca sĩ Diễm Liên và các thân hữu thực hiện. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Trần Kim Long 410-707-6203 hay ông Tạ Cự Hải 703-568-5914.